Võ Tắc Thiên Tập 70. Phái người theo dõi Cao Dương, xem bình thường cô ta thường hay qua lại với những ai. Lần trước ta bảo vệ đến thượng y cục điều tra về tung tích của đống lụa tơ tầm đó, đã có tin tức gì chưa? Đã sắp xếp xong hết rồi, tin là sớm sẽ có kết quả thôi. Ý của nương nương là nghi ngờ Cao Dương công chúa. Hèn chi chuyện ngày hôm nay hoàng hậu luôn mực phủ nhận vết thằng đó. Nương nương à, nếu thật sự là như vậy, chúng ta có phải nên bẩm báo với bệ hạ không? Ta và Cao Dương tình như tỷ muội, tại sao cô ta lại làm như vậy? Cô ta không có lý do để hại chết An Định. Lẽ nào chính vì muốn mưu hại Dương hoàng hậu, âm mưu nhất định còn có một âm mưu lớn khác. Biện cơ, hôm nay chàng cũng thấy vui chứ? Nhưng mà tại sao chàng chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của thiếp? Biện cơ, biện cơ. Khấu kiến bệ hạ. Bị nương, đã mấy ngày nàng không ăn không uống gì rồi, trẫm đưa nàng ra ngoài đi dạo được không? Mỹ nương, được không? Lúc thiếp vừa bước vào hoàng cung này, tất cả mọi người đều dạy thiếp cô nhất định phải trở thành người xấu xa nhất trong cung này. Chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ người mà cô yêu nhất. Nhưng mà thiếp không tin lời họ nói. Thiếp muốn dùng cách của riêng mình để bảo vệ người thiếp yêu thương nhất. Nhưng mà chết rồi, An Định mà thiếp thương nhất đã bị người ta hại chết rồi. Cô trầm ở đây, cô trầm đây rồi. Nó vẫn bị người ta hại chết rồi. Trị nô, có phải là thiếp không nên trở về cái hoàng cung này không? Có phải thiếp không nên ở bên cạnh chàng hay không? Thiếp không nên có con. Nếu không, An Định của chúng ta tại sao lại bị hại chết? Mỹ nương, tại sao lại như vậy chứ? Trị nô, sao chàng không bảo vệ mẹ con thiếp? Tại sao ông trời lại đối với thiếp như vậy? Mỹ nương, chàng không bảo vệ được thiếp. Trị nô, trâm không cho nàng nói như vậy. Mỹ nương, trâm hiểu tâm trạng của nàng hiện giờ, nỗi đau trong lòng nàng, sự dằn vặt trong lòng của nàng, chẳng lẽ trẫm không đau lòng hay sao? An Định cũng là con gái của trẫm, sự đau lòng của trẫm không hề ít hơn nàng một chút nào.
Bệ hạ không muốn sống trong cái bóng của tiên đế. Có được cô có lẽ cũng chỉ là một tuyên cáo. Tiên đế có thể làm được, bệ hạ cũng có thể làm được. Đằng sau vậy? Mỹ nương, Mỹ nương, đằng sau vậy? Buổi tiệc thọ yên của Cao Dương thì bị sảy thai. Có phải chàng đã sớm biết bức gâm đế hoa nữ đó có vấn đề rồi hay không? Mỹ nương, tại sao chàng lại giấu tiếp? Tiếp đã hỏi chàng nhiều lần như vậy, tại sao chàng lại giấu tiếp chứ? Chàng như vậy có khác gì hung thủ giết người đâu. Mỹ nương, là chàng ngầm cho phép hành động tội ác của cô ta. Tại sao lại hại mẹ con của tiếp? Chàng muốn chứng minh gì đây? Là chàng không thua tiên đế sao? Thứ tiên đế có thể làm được có phải là chàng cũng làm được hay không? Chàng trả con lại cho tiếp đi. Sao chàng đối xử với con tiếp như vậy? Mỹ nương, không có ai nói với tiếp. Tại sao chàng không nói với tiếp? Tại Mỹ sao đương. Tại sao chàng nói với tiếp như Mỹ vậy đương. Tại sao? Tại sao nàng có thể hận ta? Nàng thậm chí có thể giết ta, nhưng mà nàng không được nghi ngờ ta như vậy. Là trẫm không tốt, trẫm không thể thực hiện được lời hứa của trẫm. Trẫm đã hứa bảo vệ tốt cho nàng, trẫm lại không làm được như vậy. Ta xin lỗi nàng. Mỹ nương, theo lý thì Ngô Dương nên tham gia nghi lễ làm dỗ cho tiền đế, nhưng mà tùy tùng của ngài ấy không được đem theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ. Bệ hạ, lão thần cho rằng hành động đó rất không thỏa đáng. Lý Khác từ khi đảm nhiệm Tống Châu cho đến nay, đại quyền quân chính ở chỗ đó ngài ấy đã độc chiếm trong tay, còn tự mình âm thầm nuôi dưỡng thế lực trung thành với bản thân. Bệ hạ, lão thần cảm thấy Ngô Dương bụng dạ khó lường. Cứu cửu, Ngô Dương lần này trở về là để tham gia ngày giỗ của phụ hoàng. Tuy tùng có thể có nhiều lễ phẩm để cúng tế cho phụ hoàng, tất nhiên là cần binh mã bảo vệ. Huống hồ là 5.000 binh mã đó căn bản là sẽ không vào thành, chỉ đóng ở khu rừng ở ngoài thành Trường An. Trong thành Trường An toàn là vũ lâm vệ, cũng không ít hơn 6.000. Có gì mà phải sợ chứ? Bệ hạ, 6.000 vũ lâm vệ phải quản lý cả ngoại thành, trong cung và hoàng thành. Phân chia ra các nơi thì sẽ còn được mấy người? Nếu bệ hạ cố chấp muốn để Ngô Dương tham gia lễ làm dỗ cho tiền đế, thì Ngô Dương nhất định phải tinh giảm đoàn tùy tùng, tinh giảm số lượng kỵ mã mới được. Mấy năm nay trẫm đăng cơ, đối với đạo nghĩa đối đãi quân thần cũng có vài phần tâm đắc. Những điều lo lắng và bận tâm của cửu cửu trẫm tất nhiên là hiểu, nhưng mà sự trung thành của Ngô Dương một năm trước đã đủ để chứng minh rồi. Quân ấy có thể ở trong Ngô Dương phủ mà cứu tính mạng của trẫm. Ngô Dương có ơn cứu mạng đối với trẫm. Lúc này trẫm lại yêu cầu làm một việc tinh giảm đoàn tùy tùng, không tránh khỏi làm chạnh lòng quân ấy. Cứu cửu, mặc dù bây giờ trẫm đã có báo quan văn võ, nhưng mà huynh trưởng chỉ còn lại một người. Bệ hạ, việc nhà việc nước không thể nói gộp vào làm một được. Trưởng tôn đại nhân, nếu như thánh ý của bệ hạ đã quyết, lão thần xin tuân chỉ. Tỷ tỷ, theo như điều tra, những hành động gần đây của Cao Dương công chúa không hề có gì khác thường, chỉ là trong đêm mà hoàng hậu bị phế, ở trong phủ triệu tập rất nhiều nam sủng bái một màn tiệc rượu say sưa lên đình. Cao Dương hoàng ái với nam sủng không kiêng kỵ gì cả. Phòng Di Ái có phản ứng thế nào?
tên phòng di ái đó là một kẻ nhát gan. Đêm đó hắn cũng say, chỉ là một mình trốn khỏi phòng phủ uống rượu thôi, say té giữa đường. Gần đây thái độ của Cao Dư công chúa đối với hắn ngày càng lạnh nhạt ghét bỏ. Tên phòng di ái đó thường hay ra ngoài mượn rượu giải sầu. Được. Nghe nói tửu lượng của Lý Nghĩa Phụ cũng không tệ, để hắn đi uống thoải mái vài ly với phòng di ái đi. Dạ. Gần đây ta kêu đệ đi điều tra Cao Dương thường ngày qua lại tương đối mật thiết với những người nào, đã tra ra kết quả chưa? Theo như Lý Nghĩa Phủ đại nhân điều tra, Cao Dương công chúa này bình thường kết giao rộng rãi, chỉ riêng ở Trung Nam Sơn lanh quanh trang viên thôi, bình thường lấy tiếng đi săn, kết giao với đủ hạng người. À, nhưng mà có một chuyện Lý đại nhân cảm thấy có chút kỳ quặc. Chuyện gì vậy? Cao Dương công chúa bình thường cũng được coi là giao hảo với Ngô Dương, nhưng mà khoảng thời gian một năm Ngô Dương đi Tống Châu, bọn họ lại không hề có bất cứ thư từ qua lại nào, giống như có ý muốn né tránh nhau. Ý của Lý đại nhân là có nên điều tra Ngô Dương một chút, sau đó... Không cần như vậy. Có một người đối với nhất cử nhất động của Ngô Dương hiểu như lòng bàn tay, nếu như muốn hỏi cái gì cứ hỏi hắn ta là được. Dương gia, ở phía trước không xa đã là thành Trường An. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã quay về rồi. Tam ca. Tam ca. Nhi thần khấu kiến bệ hạ. Tam ca, huynh khách sáo như vậy không phải là trách trẫm lúc trước đưa huynh đi Tống Châu đó chứ? Nhi thần không dám. Trưởng tôn Vô Kỵ đó có phải đã hoài nghi 5.000 kỵ binh mà thần dẫn về không? Nhưng mà Tam ca yên tâm, trẫm đã thu xếp mọi thứ cả rồi, chúng ta về cung thôi. Được, đi. Tam ca, độ một năm nay trẫm vẫn luôn khổ luyện kiếm thuật, lát nữa phải nhờ Tam ca chỉ giáo thêm một chút đó. À còn nữa, tối nay trẫm đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon, hai huynh đệ chúng ta không say không về. Được hả? Không ngờ là trưởng tôn đại nhân cũng tới đây thắp nhang cho an định. Công chúa tuổi nhỏ mất sớm khiến người ta đau lòng, còn hoàng hậu hàm quan bị phế càng khiến lão phu bi thương phẫn nộ. Trong cung chỉ có một người bị phế hậu, còn người vô tội mất mạng chẳng lẽ là ít hay sao? Bỗng cung nhớ mẹ ruột Lưu thị của thái tử Lý Trung cũng là một người trong số đó. Tuy là hoàng hậu đã bị phế, nhưng mà tính cho tới nay Lý Trung vẫn là thái tử. Đại nhân có chút lo lắng, cho rằng hoàng hậu đã bị phế rồi, địa vị của thái tử Lý Trung con trai cô ta có thể sẽ không giữ được, nói không chừng sẽ theo thế đó, mà con trai Lý Hoằng của ta sẽ lên thay thế. Trưởng tôn đại nhân, ta nói không sai chứ? Võ Chiêu Nghi, người đang uy hiếp lão phu đó sao? Tiểu nữ tử làm gì có lá gan to như vậy. Ta chỉ muốn có một cuộc trao đổi với trưởng tôn đại nhân. Nếu trưởng tôn đại nhân chịu giải đáp cho ta một câu hỏi khó, ta bảo đảm địa vị của thái tử Lý Trung sẽ không vì chuyện phế hậu mà bị ảnh hưởng một chút nào. Người muốn hỏi gì? Bây giờ Ngô Dương đã quay về Trường An, ta muốn hỏi trưởng tôn đại nhân,
rốt cuộc ngài hiểu bao nhiêu về Ngô Dương. Kiếm nghệ của bệ hạ càng ngày càng tinh thông, đang được chắc chắn có thể thắng được Ngô Dương đó. Bệ hạ, không ổn rồi bệ hạ. Kiềm Châu vừa mới truyền tin tới, thái tử Phế Lý Thừa Càn đã qua đời vì bệnh ở Kiềm Châu. Chuẩn bị ngựa cho trẫm. Dạ bệ hạ. Chuẩn bị ngựa. Đại ca, Trí Nô đã phái người mang thi thể của huynh về Trường An rồi. Tuy rằng không thể vào Chiêu Lăng, nhưng mà Trí Nô vẫn mong là huynh được chôn cất ở chốn cũ. Cả đời của huynh thích nhất là tự do, không thích sự phô trương. Mong rằng khi chôn cất ở đây sẽ được như ước nguyện của mình. Đại ca, Tam đệ cũng tới bái tư huynh. Sao Tam ca lại biết trẫm ở đây? Di thần ở Ngự Hoa Viên chờ bệ hạ luyện kiếm, nghe được tin đại ca đã qua đời. Nghĩ tới bệ hạ và đại ca thủ túc tình thâm từ nhỏ, nhất định sẽ lập linh đường cho huynh ấy. Quả nhiên, nghe thị vệ nói bệ hạ đang ở đây, nên thần liền tới đây. Hiểu trẫm chỉ có Tam ca thôi. Bệ hạ độ lượng nhân từ, đối nhân xử thế luôn đặt tình nghĩa làm đầu, tất nhiên có thể đoán ra được. Nghe có vẻ hình như trẫm rất nhu nhược. Trong một năm trở lại đây, trẫm luôn khổ luyện kiếm pháp, cũng chỉ hy vọng có thể thay đổi hình tượng nhu nhược trong lòng bá quan văn võ bấy lâu nay thôi. Trẫm càng lúc càng quen thuộc với chuyện chính vụ của triều đình, nhưng không thể tính là có uy nghiêm của đấng thiên tử. Tam ca, huynh cho rằng trẫm phải làm thế nào mới khiến cho bọn họ kính trẫm, sợ trẫm, giống như bọn họ đối với phụ hoàng năm xưa vậy? Thực ra cho dù là phụ hoàng, năm xưa cũng không phải tất cả quần thần đều thuần phục người hết. Cho nên muốn giành được quyền lực thực sự, phải lập oai nghi, phải giết người. Hơn nữa lòng dạ không hề sợ hãi. Bệ hạ cũng biết, phụ hoàng sau biến cố Quỳ Vũ Môn năm đó, người mới giành được quyền lực thực sự. Bệ hạ, nếu bệ hạ muốn quần thần thật sự quỳ dưới chân của người, thực ra rất đơn giản. Chẳng hạn như bệ hạ giết thần, thần đã đùa với bệ hạ thôi, bệ hạ đừng cho là thật. Đạo làm thần tử, đương nhiên không thể hung tàn bạo ngược như vậy được. Thân là thiên tử, phải theo đạo nhân từ tha thứ, bất cứ chuyện gì cũng phải lấy đức thu phục. Được rồi, hôm nay chúng ta tới đây giếng đại ca, đừng nói chuyện chính sự nữa, coi như các huynh đệ chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm.
cũng không biết Tứ ca bây giờ ra sao rồi. Nhớ năm xưa khi chúng ta đều ở thành Trường An, sớm tối bên nhau, nhưng lại không biết trân trọng. Cả ngày tranh giành chiếm đoạt, không ai chịu nhường ai. Tới bây giờ, kẻ thì chết, người thì phân ly, muốn được rút kiếm so tài cũng là điều vô vọng rồi. Tam ca, huynh cũng biết trẫm mà. Trẫm chưa bao giờ muốn tranh đoạt, trẫm chỉ muốn huynh đệ hòa thuận, gắn bó với nhau mà thôi. Vì vậy người phụ hoàng chọn là đệ. Nếu như luận sủng ái của phụ hoàng, trẫm không so được với đại ca. Nếu nói là có đầu óc chính trị, trẫm không bì được với Tứ ca. Nếu thật sự phải so tài văn thao võ lược, trẫm càng không thể bì được với Tam ca. Không nói như thế này nữa, chúng ta uống rượu đi. Thần mang rượu ngon từ Tống Châu về, tặng cho người uống thử. Người đâu, mang rượu vào. Đây, mời bệ hạ. Đại ca quả là tốt phúc, tuy là bị giáng làm thứ dân, nhưng mà vẫn được bệ hạ đích thân hành lễ ở đây. Dù cho là thứ dân hay là thái tử, suy cho cùng huynh ấy vẫn là đại ca của chúng ta. Từ trước tới giờ thần chưa từng quên đại ca, và thần cũng chưa từng quên thành tước. Huynh, bệ hạ, di thần có một thỉnh cầu. Tam ca, huynh làm vậy là sao? Đứng dậy rồi hãy nói. Bệ hạ, người nghe thần nói trước đi. Nếu sau này có một ngày thần cũng chết giống như đại ca, bệ hạ có lấy cách này để bái tế thần hay không? Quán đường mà, hai huynh đệ chúng ta đang yên đang lành, tại sao lại nói tới chuyện sống chết chứ? Trả lời thần trước đi, có hay là không? Nếu thật sự có ngày đó, trẫm sẽ làm. Có câu này của bệ hạ, di thần nguyện vì bệ hạ chết không hối tiếc. Ngô Dương làm sao có thể làm phản được? Ngài ấy đã từng ở Bắc Cung Môn, ở ngoài chùa Cảm Nghiệp, ở phủ Ngô Dương 5 lần 7 lượt đều do ngài ấy cứu mạng bệ hạ. Thái tử Ẩn Kiên Thành cũng đã từng cứu mạng tiền đế ở trên chiến trường, càng là thân thích có huyết thống thân cận, một khi đã dính dáng tới tranh giành quyền lực thì càng phải dìm đối thủ vào chỗ chết mới yên lòng. Chỗ này đúng như câu nói, vô tình nhất chính là nhà đế dương. Võ Chiêu Nghi, lần này Ngô Dương tới Trường An giữ ngày giỗ của tiền đế, ngày ấy đã mang theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ, người không thấy khả nghi hay sao? Đây chỉ là suy đoán của đại nhân. Nếu đại nhân chắc chắn như vậy, ta nghĩ đại nhân chắc chắn là có chứng cứ của ngài. Năm đó Ngô Dương tới An Châu làm đô đốc, lão phu đã sắp xếp một thuộc hạ trong phủ của hắn, tên là Lý Cung. Tên Lý Cung này đã từng mất bao năm điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng đã rút ra một kết luận: Ngô Dương một lòng trung thành, nhưng mà sau đó không lâu hắn ta chết một cách khác thường, chính là chết trong cuộc chiến cứu giá ở bên ngoài chùa Cảm Nghiệp. Nhìn bề ngoài
Lý Cung đã bị người ta dùng dao đối diện chém chết. Nhưng vậy sao, lão phu và ngọ tác khám nghiệm tử thi lại, cuối cùng phát hiện có kẻ đã dùng một con dao găm rất mỏng rất sắc giết chết Lý Cung từ phía sau lưng. Ở ngoài chùa cảm nghiệp sao? Khi đó tại hiện trường có rất nhiều người, bổn cung cũng ở trong đó, nhưng không ai phát hiện ra cái chết của Lý Cung chính là do Ngô Dương làm. Nói không chừng là Dương trưởng sử liệu cô ta có phát hiện thân phận của Lý Cung cho nên. Không không không, Ngô Dương giỏi về dùng binh, võ nghệ cao cường, đao kiếm rất tài giỏi, việc này ai ai cũng biết hết. Vào hôm Dương trưởng sử hành thích bệ hạ, chắc chắn do Ngô Dương sai khiến. Mọi người đều nhìn thấy được cái Ngô Dương dùng đúng là một con dao găm vừa mỏng vừa sắc bén. Do vậy lão phù đoán chắc Dương trưởng sử chỉ là con tốt thi mạng của Ngô Dương mà thôi. Bổn cung sẽ không tùy tiện nghe những lời nói của ngài. Rốt cuộc Ngô Dương có lòng phản nghịch hay không, đại nhân, bổn cung sẽ tự điều tra. Võ Chiêu Nghi có thể làm vậy, lão phu cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Có điều lão phu cũng phải nhắc nhở một câu, Ngô Dương muốn tạo phản, hắn không chỉ muốn nắm trong tay quân đội hùng hậu mà còn muốn danh chính ngôn thuận, đạt được sự ủng hộ của Quyết Thông hoàng thất. Võ Chiêu Nghi, người đừng ngại suy nghĩ cho kỹ, ở trong hoàng thất ngoài bệ hạ còn vị Dương gia và công chúa nào có tình cảm gắn bó và qua lại riêng với hắn ta hay không? Lão phu cáo từ. Thùy An, nương nương có gì dặn dò? Di giá tới dịch đình, ta muốn gặp phế hậu Dương thị. Dạ. Đại nhân, có cần phái người theo dõi trưởng tôn Vô Kỵ không? Không cần. Việc khẩn trước mắt là đem chuyện trưởng tôn Vô Kỵ và Võ Chiêu Nghi gặp mặt, mau chóng bẩm báo với công chúa điện hạ và Ngô Dương. Ngươi biết phế hậu Dương thị bây giờ như thế nào không? Phế hậu Dương thị vẫn khá bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh quá mức. Lão nô nhậm chức ở dịch đình hơn 20 năm, nhưng mà chưa từng thấy vị phi tần nào ở nơi này là có thể trấn tĩnh được như vậy. Chỗ này rẽ phải là có thể gặp cô ta ở căn phòng thứ hai. Cô tới làm gì vậy? Tới để khoe khoang thắng lợi của cô sao? Hay tới để thưởng thức sự hiu quạnh lúc này của bổn cung đây? Bao đầu cô vì muốn cướp đi Trung Nhi mà không ngại đầu độc Lưu thị, sau này lại hăng hái dùng tà thuật yếm thắng ở trong cung, có ý đồ muốn hãm hại ta và đứa bé trong bụng ta. Lần lượt từng tội danh này cộng lại là đã đủ để đưa cô vào tình cảnh bi thảm như hôm nay. Dương Ngọc Yến, cô không nên trách ta. Cô xem, cô cũng từng là một phụ nữ dịu dàng, biết an thân thủ phận, sao lại có một trái tim độc ác tới như vậy, có thể ra tay với một sinh mạng nhỏ bé, yếu đuối và vô tội như vậy? Rốt cuộc cô đã ra tay với An Định như thế nào, như dáng vẻ ra sao vậy? Có giống như bây giờ không? (Cười)
Võ Mị Nương, bổn cung chính là muốn thấy dáng vẻ đau khổ này như vậy của người đó. Người giết ta đi, người giết ta rồi cũng chẳng thể lấy lại an định của người đâu. Đúng là người đã giết an định. Ta giết ngươi. Hôm đó bổn cung thấy an định là nghĩ ngay tới ngươi thôi. Người tới lúc thường ngày, ta vì ngươi mà phải chịu đau khổ của bổn cung đã chửi ta như vậy nè. Tấm lấy cổ của nó, cái cổ của nó rất nhỏ bé, ta chỉ cần dùng chút lực nhẹ thôi là đã gãy rồi. Nhưng nó lại cười với bổn cung đó. Bổn cung lại buông tay. Chính là nụ cười đó khiến bổn cung như chả tràng xe cát vậy mà rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Nhưng mà không sao hết, bổn cung đi rồi cuối cùng nó vẫn chết thôi. Người thấy đó, ông trời cũng giúp ta mà. Đó chính là báo ứng của ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã buông tay. An Định không phải do ngươi giết. Dù cho là ai đã giết, bổn cung được cảm kích hắn ta. Câm miệng đi. Võ Mị Nương, ngươi đừng tự giết được bổn cung thì ngươi sẽ là hoàng hậu. Ngươi hãy nhớ kỹ đi, những đau khổ hôm nay chỉ là khởi đầu mà thôi. Bổn cung sẽ ở âm tào địa phủ theo dõi ngươi. Nhìn ngươi vì bảo vệ địa vị này mà mất đi từng người mà ngươi yêu thương. Nhìn ngươi tiếp tục đau khổ, sống không bằng chết. Có lẽ không phải ngươi giết An Định, nhưng mà ngươi cũng có giả tâm, mặc ý niệm giết ngươi. Ta cho ngươi biết, hễ là kẻ nào có ý muốn lấy mạng con của ta thì ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Ta sẽ bắt từng người các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng mà niềm tin ngươi giúp ta từng bước thấy được chân tướng của sự việc, ta có thể khiến giấc mơ của ngươi trọn vẹn. Kiếp này không phải ngươi yêu thương bệ hạ hay sao? Trong tâm niệm của ngươi không phải là muốn đạt được sự yêu thương của bệ hạ hay sao? Đừng, Dương Ngọc Yên, ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Trước khi ngươi chết, ta sẽ để bệ hạ tới để xem ngươi đàng hoàng. Có được không? Không. Đừng mà. Ta không muốn bệ hạ nhìn thấy bộ dạng ta bây giờ đâu. Đừng mà. Cao Dương, Mị Nương, cô tới Dịch Đình làm gì? Ta vừa tới Dịch Đình gặp Dương Hoàng hậu một lát. Người đàn bà ác độc mất nhân tính đó, cô tới thăm cô ta làm gì? Ta thực sự không hiểu nổi, An Định đáng yêu tới như vậy, sao cô ta lại ra tay được chứ? Vốn có một vài vấn đề định hỏi cô ta, rốt cuộc chẳng thu được gì hết. Cô ta hận ta tận xương tủy, không chịu nói năng gì cả. Đúng là có chết cũng không chừa. Rõ ràng cô ta nhiều lần hại cô, nhưng cuối cùng cái cô ta nhớ trước sau vẫn là cô có lỗi với cô ta. Nếu không phải ban đầu cô
ta lấy tấm vải đế nữ qua để hãm hại cô thì làm sao có kết cục thê thảm như ngày hôm nay. Loại người này đừng có phí lời với cô ta. Chúng ta đi thôi. Mị nữ, cô làm sao vậy? Cái gì làm sao chứ? Đúng rồi, không phải cô kêu ta giúp cô xử lý mấy việc có liên quan đến Tiêu Thục Phi sụp đổ sao? Trước mắt có một vấn đề, Tiêu Thục Phi này có một cặp trai gái, Nghĩ Dương và Tuyên Thành. Nếu theo luật lệ đại đường thì hai bọn chúng cũng phải theo lưu vong tới Lĩnh Nam. Nhưng mà bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ, nếu như xử lý theo luật pháp e là sẽ không chịu nổi cực khổ đường dài mà bỏ mạng ở giữa đường. Vậy thì như vậy đi, theo như sức khỏe của bọn chúng không tiện đi đường xa, trước tiên hãy để bọn chúng đến hành cung ở Lạc Dương 2 năm. Khoảng thời gian này ta sẽ cầu xin bệ hạ xin xá miễn tội cho chúng. Còn về Tố Tiết, cho nó đi làm thích sự ở Thân Châu, điều khỏi Trường An. Sẽ làm theo những gì cô nói. Mị nương, cuối cùng cô cũng chịu ra khỏi điện Bồng Lai, ta cũng yên tâm rồi. Vậy ta đi trước nha. Quả nhiên không ngoài dự liệu của công chúa điện hạ, từ chỗ của Dương hoàng hậu, Võ Mi nương không hỏi được gì cả. Hai người đó đã kết thâm thù, thống hận đố kỵ lẫn nhau, rất khó để nói chuyện. Điện hạ, công chúa Nghĩa Dương Tuyên Thành đã bị đưa đi Lạc Dương, người thật sự muốn để họ sống sao? Cứ để chúng ở hành cung Lạc Dương một thời gian, khoảng nửa năm sau nói với bên ngoài bọn chúng nhiễm bệnh mà chết, sau đó lén lút đem về Trường An giấu ở gia đình. Để bọn chúng sống, nhưng không cần phải sống thật tốt, chỉ cần sống là được. Để bọn chúng tin rằng những thứ không may chúng gặp phải đều là do Võ Mị Nương ban cho. Dạ. Chiêu công kích lúc địch không đề phòng sẽ có lúc cần dùng đến. Xem ra hôm nay nàng ấy lại cùng với mấy tên thư sinh uống tới giờ tí. Mai mà có Lý đại nhân bầu bạn với ta, không thì ngồi uống một mình rồi. Thật đúng là hiu quạnh mà. Có phải là ta rất vô dụng không? Ê, không hề. Phòng đại nhân, ta cho rằng á, Phòng đại nhân kỳ thực không thể gọi là nhu nhược, mà nên gọi là quá nặng tình cảm. Thật ra phải nói là có một người phụ nữ có thể làm cho ngài nặng tình tới như vậy chưa chắc không phải là phúc phần đâu nghe. Phúc phần sao? Lý đại nhân, ông thật biết an ủi người khác. Trong thành Trường An có ai mà không biết, nếu nói về Nam Kỷ vừa nhiều vừa điêu luyện thì Phòng gia ta là nhiều nhất. Cái loại phúc phần này ai mà có thể nhận nổi chứ. Phòng đại nhân, ta tin rằng công chúa điện hạ rồi sẽ có một ngày hiểu được mối thâm tình của ngài dành cho cổ ha. Nào, mời. Không sai, rồi sẽ có một ngày nàng ấy sẽ hiểu ta. Người cuối cùng ở bên nàng ấy sẽ là ta, và cũng chỉ có ta. À nào, chúng ta uống tiếp đi. Nào, uống rượu đi. Nào, cạn. Nương nương, nô tài đã điều tra ở Thượng Phục Cục rồi. Trong vòng một tháng trước Dương Hoàng Hậu, người từng tiếp xúc với loại tơ tằm trong kho thì chỉ có 2 người, lần lượt là Trần Quý Nhân của Điện Hàn Hương.
và Cao Dương công chúa